mình học này. À, cắt 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 đi. Rồi. À, chọn từ thích hợp. Ta xem thử. Bên đây tiếng âm thì sẽ đúng với lại cái chữ gì. À, một C hai. Hai B ba. Gì? B à? B. Chữ nó có nghĩa là gì? Ừ, vậy. N dùng ở cuối câu. 4. Vậy. Rồi, 5 chọn từ điền vào chỗ trống. B B chữ này là gì? Con dịch đại. Bây giờ con dịch cái câu này nhờ ở cái câu 5 á. Câu này có nghĩa là Minh Thiên. Chị. Không phải, chữ cái gì? Chữ này là gì chị? Chữ cuối cùng là gì chị? Và thì cái chữ này có một chữ chứ mấy? Chữ, à, chữ fan ba. Tại vì nghĩa tiếng Việt là gì? Ngày mai. Đây. Ờ à, mình sẽ đi đâu cơ? Nhà là chuyện môn. B B cái này là chữ tru. Sinh sống, cư ngụ. Chữ này chữ A là gì? Rồi vậy thì cái câu là trường tôi ở số ví dụ số 2 đường Phạm Ngũ Lão. How về how số rồi, cái chữ này khi nãy cô nói rồi, chữ C là chữ gì? Ở D nhà. Rồi thì chọn cái gì? Ok, vậy, ok. Vậy, ngày mai đi đến nhà tôi ăn cơm nhé. Rồi, câu 6. Nọ. Câu D là gì? Sinh sống. Sinh sống thì nó phải có chữ tru chứ. Còn cái chữ ở đây nó đâu có chữ tru đâu. Bạn biết. Biết là chữ chữ to là chữ mô. Đó. D không phải, C không phải. Rồi. Gì nữa? Là gì? A, chữ to là chữ A, chữ to. Vậy thì con đi nghĩa là chi? Câu 6 nghĩa là chi?
Okay. Bạn biết giáo viên ở đâu không? Rồi, câu 7. Từ mẹ tục xuống em. Ma mà. Gì nữa? Chữ này là chữ chi? Rồi, mua, rồi gì nữa? Mình chữ y, sau chữ y là chi? Cơ, một cái. Mua, một cái. Chữ lơ đặt ở đây là vì cái thời gian là chúa then, cho nên mình sẽ đặt lơ ở đây để biểu thị là cái hành động này nó đã diễn ra. Mãi lơ, ý cơ, mua một cái. Vậy thì bây giờ mua một cái gì? Từ ăn. Vậy như mua một cái ăn là ra. Hảo ma, nếu mà hảo ma là nó phải là câu hỏi mới là hảo ma chứ. Đây là gì không biết đó. Câu C là chi? Chữ to. Đặt chữ to vào đây được không? Mua một cái chữ to. Rồi. Rồi. Thôi. Cái này bữa sau là chưa học bài chứ trơn. Rồi. Câu 8 là chị. Cô đi là chị. Lu thì đâu phải là ở. Tru đây nè. Chữ tru này nè. Ờ, lu là đường. Ở trong đây đâu có cái chữ môn là lu đó. Rồi, hai con này để dành lại bữa sau làm phần này thì mình chọn từ ở trên đây để điền vô. Chữ cuối cùng là gì? Biết luôn. Rồi. Câu 2. Mama chị. Mama tớ. Mẹ của. Rồi thôi chưa, cái này thì vừa sau làm, chưa học chứ trơn. Là mở sách ra. Mở sách ra. Từ mới.
Ở bữa hôm trước mình mới học thôi, chưa đọc tập đọc. Bây giờ tập đọc phần từ mới, sau đó tập đọc phần từ mới xong, con xem lại cái nghĩa của những cái từ mới này. Đó, vừa đọc mình vừa xem, được. Mình sẽ quay lại cái bài khi bài của cô. Rồi cô đọc trước nha. Chúng mình con đọc. Ban cung sự. Ban cung sự. Ban cung. Ban cung. Trữ duyên. Trữ duyên. Trảo. Trảo. Chai. Chai. Gia. Gia. Nơ. Nơ. Trụ. Trụ. Lụ. Lụ. Hạo. Hạo. Trừ tọ. Trừ tọ. Tiền họa. Tiền họa. Tiền. Tiền. Con đừng có đọc được. Con đừng có đọc con yên. Mình đọc nó hơi qua cái âm yên á. Ờ. Tiền. Tiền. Rồi. Tiếp. Họa. Họa. Hào mã. Hào mã. Lính. Lính. Sổ chi. Sổ chi. Sổ. Sổ. Rồi, bây giờ con tự đọc giúp mình. Trữ duyên. Lụ. Lụ. Trừ tọ. Tiền hoa. Rồi. Xem lại nghĩa chưa? Nhớ nghĩa chưa? Bây giờ quay lại đây. Bảy. Đó. Ừ, ban công. Ban công nghĩa là gì? Làm việc. Chữ cuối cùng mà. Sổ chi. Cái gì chữ? Chữ này là chữ gì? Cái này đâu phải chữ nỉ. Không phải chữ nỉ đâu. Nỉ là đây nè. Chữ này mới là chữ nỉ. À, nữ, nữ. Rồi phía sau là chị chi nữa. Cái chữ này mà không nhớ à. Mỗi khi mà con gặp cô, con chào cô là chị à, chị này là chị chi. Nỉ đây nè. Nỉ là chữ này nè. Còn chữ này là chị chi. Con chào cô là gì? Con chào cô là đó. Miễn họ. Để chữ này chữ gì? Hả? Không phải chữ miễn. Thì là chữ chi? Chữ nụy thì chỉ có một mình
cái phần trước mình thôi chứ không nhớ chữ này luôn đó. Chữ hảo. Ê, cô mới hỏi con là chứ con chào cô là răng. Chữ này là chữ hảo. Hảo chứ. Về ngon. Thế thì mình sẽ điền chữ chi vào đây. Mua một cái gì? Mua một cái hảo chứ. Mua một cái ngon là gì? Sổ chi, mua một cái điện thoại, mua một cái điện thoại di động, sổ chi. Rồi câu 8. Đấy, về sổ chi. Số điện thoại là gì? Sao chị nữa? Hao mạ. Sổ chi hao mạ là số di động, số điện thoại di động. Chứ tao đã có sẵn trong đây rồi. Nè. Sổ chi. Tôi sẽ công chi từ đầu về ban công câu D. Chữ này không phải ở bài này mà ở những bài trước rồi. Chữ gì? Không phải sỉnh mơ. Sỉnh mơ là cái gì? Nó có chữ mơ ở trong này nè, nhưng mà không phải sỉnh mơ. Giận mơ. Giận mơ. Thế nào? Làm sao? Thế nào? Làm sao bạn biết số điện thoại của Tiểu Hồng? Ní giận mơ chưa tao sao hỗn tớ sổ chi hao mạ. Bạn làm sao biết được số điện thoại của Tiểu Hồng? Ở đây thì mình sẽ điền giận mơ. Thì nhớ là giận mơ thường nó sẽ đứng trước động từ để hỏi là làm sao làm được cái hành động đó, làm thế nào làm được cái hành động đó. Tiếp theo bên đây. Đúng rồi. Không cái gì nhà. Không về nhà. Không về nhà. Về nhà là chuyện gì? Không ở nhà. Và chữ ở là chuyện gì? Về. Chuyện gì đây? Đọc là chuyện gì? Chai. Chai. Phủ chai chia. Không ở nhà. Có hai. Ở đâu rồi? Chị đâu là ở đó là chị gì? Vậy đọc là gì? Nọ. Thân ba. Nọ. Rồi có C. Vậy nọ. Sủy của đây là không phải chính miếng, không phải ngân hàng. Đây là một từ thường hay đứng trước tính từ á. Từ quay mắt. Cái gì mắt? Cái gì mắt? Hẳn. Vậy cái con này dịch là gì?
ở đây, ở kia, ở đó. Không phải là mắt quá rồi. Tùy rất là mắt. Ờ, không còn mua nữa. Bạn đừng mua nữa. Không còn mua nữa. Đừng mua nữa. Rồi. Vậy bạn cũng sự nó ở văn phòng bạn đó thì chuyện gì ăn cơm ở B là ăn cơm to fun fun không phải là chữ trơ rồi bỏ qua câu 4 thế rồi câu 5 cụ trai không về không ở đây không có mặt ha không cơm được ăn cơm của tệ rồi là cụ sự ở nhà ở là phải là chị trai chứ trai cha giống như con một chứ chữ này mình học ở trong bài 3 rồi rồi bỏ qua câu 5 luôn câu 6 bạn đừng chi chảo tên là nữa bạn đừng đi kiếm anh ấy nữa rồi cố sức chưa cái này không phải là chưa hải đây là hải hải giao còn phải hải giao còn phải anh ấy còn phải làm gì tôi làm việc nữa hãy do tôi e hãy do fan không ngờ e là có 7 hôm nay chúng tôi gì nữa mang tin thêm chúng tôi gì đây của mình chim thiên gì nữa chữ này là chữ chi ở đằng sau chữ thiên hả ở đằng sau chữ thiên á là tùy chỉ thời gian hôm nay rồi còn trâu mua nữa một buổi không phải của gì trung ngủ đây nè chữ này là chữ trung trong từ trung của đó trung ngủ buổi trưa hôm nay ở nhà gì phải là rồi chuyện này không phải rồi nhé đúng rồi trưa nay chúng ta ở nhà ăn cơm nhé câu B vậy thì mình còn chữ D và G
bạn đó. Con mở ra trang 13. Trang 13. Chữ số 7 ở trang 13. Mỹ. Về nhà. Đây. Con máy về nhà rồi. Thao hỷ chia L. Vậy thì mình sẽ còn chữ D cho con bố. Viết chữ D. Trang 26, từ số 16. Sủy. Ai? Thì con nên dịch là chi? Con bốn mà. Sủy. Thầy, thầy con này tiếng Việt nghĩa là gì? Ai ở văn phòng đọc đó, ai ở văn phòng đọc kia. Đây, đó, ai. Sủy là một từ dùng để hỏi. Câu 5 rồi, về nhà, Thủy cha, về nhà. Chữ này lâu rồi không dùng cho nên quên rồi đúng không? Chữ Thủy. Nói mình học là Thủy sủy sao, mình chưa học chữ cha, Thủy sủy sao. Còn bây giờ học chữ cha rồi, Thủy cha, về nhà. Đó. Tiếp tục quay lại bài ngày hôm nay. Con mở ra trang 47 bài khóa. Xem thử hiểu nội dung bài khóa. Ni chào sao. Chạy. Sẽ sân học sinh. Chưa học, mình chưa học có chữ đó. Tha phủ chạy. Tha, tha. Tha phủ chạy. Sống quảng, sống quảng lũ. Sống quảng lũ. Đọc riêng ra từng số. Tuệ. Hoặc là
ba chữ số thì con cũng có thể đọc là 328. Sang tải. Sang tải. Xin lỗi. Đối bù chỉ. Đó có hiểu nghĩa của đoạn này không? Đây là văn phòng đúng không? Rồi cái câu mà của người trữ duyệt họ trả lời lại á, sự phải đúng vâng. Thầy Vương hoặc là cô Vương. Có ở đây không? Tôi là học sinh của thầy ấy. Thầy ấy sống ở thường thì nếu như người Việt mình nói thì sẽ nói là số 328 đường Hùng Vương, là mình sẽ nói cái số trước. Số di động của thầy ấy là bao nhiêu? Số di động. Cảm ơn ngài rồi còn chi nữa.
một con nữa. À, phú khơ khơ. Rồi, hỉnh họ. Vậy thì bây giờ à, con nghe thử các cô đọc bài này. Lão sư, xin hỏi, 这是办公室吗? 是, 你找谁? 请问王老师在吗? 我是他的学生。 他不在, 他在家呢。 您知道他的家在哪儿吗? 知道, 他住在雄王路328号。 您知道他的电话号码吗? 知道, 023638925 他的手机号码是多少? 对不起, 我不知道。 谢谢您。 不客气。 Trong này thì con nhớ mình có con ghi lại cái chữ này đi, ghi vào trong sách được ghi cái phiên âm thôi để cho nhớ. Xuệ sơn học sinh. Xuệ sơn. Tôi là thầy của thầy ấy. Tôi là học sinh của thầy ấy. Vậy thì dựa vào nội dung của đoạn này, cô hỏi con. Xiao Hùng chào sấy. Xiao Hùng chào sấy. À, cháu cháu Quảng lão sư. À, Quảng lão sư tại nở? Không, cô không hỏi là Quảng lão sư à, không có hỏi địa chỉ của Quảng lão sư, mà cô hỏi là Quảng lão sư tại nở? Vậy đây thì mình sẽ trả lời là Quảng lão sư chạy che là được rồi, chạy che. Quảng lão sư tờ sổ chi hao mã sư tô sọ. Quảng lão sư tờ sổ chi hao mã sư tô sọ. Sổ chi hao mã sư tô sọ. Nào. À, không bằng hao, không bằng hao. Nhưng mà tôi để cô hỏi là sổ chi mà chứ đâu có phải là tên hoa không bằng hao. À, lão sư quân, của quân nghị, Quảng lão sư tờ sổ chi hao mã sư tô sọ. Phủ sư tên hoa hao mã. Tên hoa hao mã là cái gì không 236 đó, nhưng mà của quân là sổ chi hao mã sư tô sọ. À, còn cũng là điện thoại nhưng mà là sổ chi hao mã. Điện thoại gì? Sổ chi. À, sổ chi hao mã là gì? Câu hỏi sổ chi. Điện thoại chi? Ờ, di động. Quảng lão sư tờ sổ chi hao mã sư tô sọ. Ờ, là bao nhiêu? Con biết là chi? Vậy, bộ phu trư tao, ở trong bài người ta cũng ghi là bộ phu trư tao mà. Rồi. Quảng lão sư gia tại nở?
王老师家在哪儿？对。Nhà thầy ở, nhà ông ấy ở. Xiống, đọc nhanh lên. Xiống quán lụ. Rồi, bây giờ lão sư sẽ là Xiao Hong, lão sư sư Xiao Hong, nữ sư chủ nhiệm. Đọc xong thì mình sẽ đổi tay lại. Lão sư, xin hỏi, đây là văn phòng sư mà? Sấy? Xin hỏi, Wang lão sư tại mà? 我是他的学生. Ning chu tao ta de jia zai na ma? Xiong Wang San San Bơ Ba. Nín chữ tao tha tờ tên hoa hao mã mà. Tha tờ sổ chi hao mã sư tô sở. Tuy vô chí. Bú, chứ là bú. Xie xie nín. Bú khơ chí. Bây giờ, vô sư trưởng nguyên, vô sư Xiao Hong. Không phải ban công chi, ban gì? Sư, nǐ zhǎo shuǐ? Qǐng wèn. Xuế sinh. Ta bú zài. Ta zài jia nè. Zhì dào. Ta de. Ta de. Jia. Zài. Nǎo. Zhì dào. Ta zhù zài Xiong Wang Lu. 328 hào.不是手机号码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 
是多少？对不起，我不知道。不客气。Vậy thì bây giờ con hỏi cô là số điện thoại của cô là bao nhiêu? Số di động của cô là bao nhiêu? Ừ.
là bao nhiêu? Ừ, rồi hỏi lại đi, đây là cái câu này nè. Của hay là không của thì cũng được. Được, được. Bao nhiêu? Tờ sổ chi hao mã sự 0935 482 949. Ní dậu ní à, bố sự à, chỉ dậu mà chưa học à, ní nơ ní tờ sổ chi hao mã nơ. San chiếu chiếu. Nǐ jiā zài nǎ? Được. Nếu như mà số 14 đúng không? À, 114 giao giao sư, giao giao sư, cô lại nghe là giao sư. Nǐ shì xiān gǎn rén ma? Xiān gǎn là gì? Nǐ shì xiān gǎn rén ma? Nǐ jiā de dìnhuà hào mǎ shì duòshǎo? Nǐ jiā. Ok đi. Đọc cái bài trên bảng cũng được. Đọc cái số mà trên đó cũng được. Và câu hỏi là câu hỏi này. Nǐ jiā de dìnhuà hào mǎ shì duòshǎo? Dìnhuà. Đọc ở trên bảng này được con này. Ơ ủ gì nữa? Liệu bảy có gì rồi, tiếp theo thì ở bài này nó có một phần ngữ pháp nhỏ nhỏ, thì cái này chỉ là giới thiệu về các mẫu câu ở trang 49. Lão sư ngữ pháp thì cái này mình học ở tiếng Việt hay là bất kỳ các ngôn ngữ nào thì nó cũng đều chia ra như vậy. Một câu thì nó sẽ bao gồm chủ ngữ và vị ngữ. Thì vị ngữ trong tiếng Trung nó có thể là vị ngữ động từ, vị ngữ tính từ hoặc là cả vị ngữ danh từ.
Tăng ngữ là danh từ mà đi theo động từ đó. Ví dụ như là hủy cha về nhà thì cái chữ cha nó là tăng ngữ cho chữ hủy. Hủy cha. Thì ở trong bài này mình có học thêm là câu vị ngữ động từ. Thì đó như cô khi nào cô nói tăng ngữ là danh từ thì nó sẽ đứng sau động từ. Vị ngữ thành phần chính của vị ngữ nó sẽ là động từ. Tăng ngữ thì cô cho cái màu khác để phân biệt với lại động từ và chủ ngữ. Của phần hiệu mãi chung quân su của chư chảo chư là chảo hủ chai ban cung sự. Thì đây là một số các mẫu câu để giới thiệu thôi. Ngoài ra thì trong phần từ mới nó còn trong phần ngữ khác nó còn có một cái phần là cách đọc số nữa. Cái cách đọc số này ở trong phần từ mới cô đã ghi vô rồi. Và những cái chú ý thì cô cũng ghi vô luôn rồi. Đọc thì mình sẽ đọc riêng từng số. Nếu như mà những cái dãy số dài thì mình sẽ đọc riêng từng số. Rồi nếu như mà số 1 thì mình sẽ đọc là giao chứ không đọc là y. Số 2 thì vẫn đọc là ơ, bình thường vẫn đọc là mẹ. Rồi và thêm một cái nữa là những con số giống nhau thì mình cũng phải đọc riêng ra từng số luôn. Nó khác với tiếng Anh. Tiếng Anh ví dụ như là hai con số giống nhau thì mình đọc double gì gì đó. Còn tiếng Trung thì mình vẫn phải đọc riêng ra từng số. Giống như tiếng Việt á, như số điện thoại của con cái gì đó 99 thì mình vẫn đọc là 99, chiếu chiếu, không có đọc một cái gộp lại như tiếng Anh. Double 9. Rồi. Thì cái bài này nó chỉ chủ yếu là hỏi về địa chỉ nhà và số điện thoại thôi. Bây giờ qua phần bài tập của cô chứ không phải là phần cuốn sách nữa. À, bây giờ con làm cái này. Ghép từ thành câu hỏi chữ. Chúa Thiên Chào. Rồi thì cái con này mình sẽ ghép lại như thế nào? Chúa Thiên Thiên cái tông của con không phải ở đằng sau chữ chi nó phải là một từ chỉ nơi chỗ chứ nó không thể là chi nị à chi trạo à. À nếu như mà con làm là của chi trạo nị phan công sư thì nó vẫn thiếu. Nếu như cái cộng là nị phan công sư thì nó phải có một cái chữ tơ để nối, phải là nị tờ phan công sư chứ không thể dùng là nị phan công sư. Chào là tiếng. Cô đi đâu? Về rồi đọc lại câu đó. Chúa Thiên Tại Chúa Thiên của chị ban công sư cháu nghỉ. Rồi câu 2. Từ đầu coi lại bài số 6. Mà đi cay á. Bài vài những giận mơ chưa về
水果，对了。không có chị không cần đâu cần gỗ nỉ đâu những trái cây gì nữa rồi chuẩn hơn cái này con viết ra thì cũng dễ hơn nếu mà mình rồi con vẫn mở ra cái bài bài sáu đó đi con xem thử là share nó có những cái từ gì có thêm những cái gì nữa bằng những gì nữa nó có một loạt share là chưa xe những cái cây này bán thế nào thì phải đặt chỉnh mơ ở đằng trước động từ khi nãy cô nói rồi đọc lại cả câu và sổ chi chưa xe suy của chẳng mơ mãi cô ba chữ cuối cùng của cô ba biết không thì đây là chữ gì bộ sư Huy cái chữ này không phải Huy hả hai giữa chữ tao hai chữ ta chữ tao là biết hai giữa chữ tao hai chữ ta con biết sang cũng được hết miễn đang là đọc lên cho cô nghe anh thấy nó ở trong 7 năm á xin chị xin hở miễn chữ mình chưa cho bạn mình chi viết ra cho dễ còn một chữ tha còn một chữ biết
Con biết ra chưa? Con biết ra, con tập ghép con tiếng Việt trước đây, con dịch những cái từ này thành tiếng Việt, xong con ghép vào tiếng Việt, con chuyển vào tiếng Trung. Bây giờ con ghép câu tiếng Việt trước, ghép làm đăng mình, con đọc lên con thấy không có nghĩa, xong thì mình đổi cái câu tiếng Việt nó sang tiếng Trung. Rồi, cô sẽ con cái họ nó sẽ ở phía trước, họ hàng nó sẽ ở phía trước, phía trước, đúng rồi, họ hàng nó sẽ ở phía trước. Khi nãy là con làm là tên ở phía trước đúng không? Bây giờ con nó họ hàng ở phía trước, tên nó sẽ ở phía sau. Ngộ nó sẽ ấn đầu con. Tôi biết. Tôi biết anh ấy họ. Anh ấy không biết tên. Rồi, viết ra, viết ra, viết tiếng Việt ra. Tôi biết anh ấy họ Hà. Rồi tiếp theo còn một chữ nữa, chữ này đâu? Con đi ra xem thử có đủ chữ và có cái câu đó nó có nghĩa chưa.
Rồi, vậy thì bây giờ đọc đọc qua tiếng Trung đi. Xin xin sở của chị tờ ta là chị miễn chứ. Rồi đọc lại câu đó, đây là đọc lại đi. Phụ không của nữa, không của đây rồi. Rồi xin cảm nị gia trại xin cảm rồi. Mày sợ á. Mày sợ là gì? Mày em thảo. Rồi. Biết ra biết. Con phải biết ra nó dễ hơn. Dạ. Mình sợ. Rồi con sẽ gửi ấy. Đây không. Đây không, nó sẽ đứng đầu khảo câu. Đây không. Viết ra xong rồi mình gặp những xem thử còn lại những chữ chi. Gần đúng rồi. Đây không phải. Ơi, đây không phải mì sợi của mẹ mua, đây không phải mì của mẹ mua. Rồi, vậy thấy con này nó sẽ đọc như thế nào? Đây,
这不是妈妈买的面条。这不是妈妈买的面条，很好。好，rồi. Rồi, trả lời câu hỏi. 你叫什么名字？有龙，不对，何慧敏。啊，何慧敏。换钱吗？啊。啊，不换钱啊。嗯。河粉，河粉配面。你要喝什么？嗯，你要喝什么？我要喝水。还有吗？房间能空？没有。啊，不，我们的房间还不能照。你家在哪儿？114号。嗯嗯，手机，你的手机号码，号码。嗯，对。3999。你知道老师的手机号码吗？不知道，不知道。嗯，nhưng mà lão sư đọc hoài đúng không con? Lại không biết tao à? Lão sư đọc mấy lần luôn rồi. Rồi. Vậy thì bây giờ lão sư đọc số điện thoại của lão sư, con đọc lại bằng tiếng Trung. 0935. 0935. 482. 949. Rồi, con đọc lại bằng tiếng Trung đi. Lĩnh. Ờ, 4329. Mì ma mà ở sổ chi hào mạ sư tua sọ. Ni si hoan chu hơ phận chu ma? Ni si hoan thất chu hơ phận quay ma? Ni chu gi wan hơ phận. Chú y quả. Nì Nì xỉ hoan hơ nải trà mà. Bộ khu xỉ hoan hơ nải. Cô hỏi là Nì xỉ hoan hơ nải.
thích, sĩ hoan là thích, của khu sĩ hoan. Hưa nại trả. Ní sĩ hoan hưa sẵn mơ. Hưa. Nỉ hưa chỉ bay. Nỉ mong chư bay lây. Nǐ xǐ huān chī miàn bào ma? Miàn bào. Miàn bào là gì? Nô mì phan là xôi. Mở ra xem thử. Miên bao. Ở trong phần bài tập cuối đó, cuối trang, cuối bài á, cuối bài 6 á. Miên bao. Mì. Lượng từ của men bao là gì? Cái là gì? Được rồi. Nǐ ma ma xǐ huān chī shěn me? Nǐ ma ma xǐ huān men bao. Ma ma chī jǐ ge men bao? Bao nhiêu? Đẻ cơ mềm bao. Mama sĩ hoan hưa nín mẫu chư mà. Đó. Y thiên, thiên là gì? Y thiên nỉ hưa chỉ bay sợi. Chi bay. Mưa là chỉ xa nhỉ. Bài 1. Ta thì con đón sợ xa ta gì là gì? Mưa to, đó như khi nãy con nói là mưa to, dê mưa to quá, xa ta gì mưa to. Cái chữ gì
ba dự, có nghĩa là mưa lớn, mưa lớn cũng bị to, mưa rất là lớn. Để trong tiếng Trung á, nó bị mưa lớn, nó bị là mưa to, nó là to mưa. Động từ xe, xe là rơi xuống đất xuống, xe tàng mưa to, trời mưa to, thì là mưa, nước mưa, giọt nước mưa. Rồi, câu hỏi tiếp thì nỉ ta tà hưa khí chịu mà ta bà hưa chỉ bay khí chịu bay, hoặc là ví dụ như ta, ta uống nhiều lắm, rất nhiều. Rất nhiều là gì? Rất là gì? Nhiều. Bài hỏi về giá tiền á. Nhiều. Và mà hỏi về giá tiền á. Thua. Nhiều thua. Ba bà thua hơn thua chịu chị. Bà uống rất nhiều bia. Rồi. Có hỏi câu khác. Nỉ tì tì chín nén tô tạ bao nhiêu tuổi? Liệu xe ta chỉ hoan chư sẵn mơ nước ngọt. Rồi. Thư sẵn mơ nhưng mà là thưa sẵn mơ. Thư mà đang nước ngọt. Phan Biên Nen. Vậy thì con nói nè. Con và em đều thích mì gói. Thừa. Con và em thích mì gói. Rồi về nhà dịch mấy cái câu ở trong sách, dịch mấy câu ở trong sách, 10 câu ở trong sách, với lại là học lại từ mới. Bữa sau cô trước khi học tiếp cô sẽ kiểm tra từ mới, với lại là cô sẽ cho con mấy câu để dịch ở trên lớp. Của mình xe khơ bà, xe khơ là nghỉ. 再见慧敏。